Yeah, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but a fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't find a way. We can't find a need to stay. Onkyo của Nhật Bản rất là nổi tiếng với model là 100. Cái dòng Onkyo này thì nó có hai đời nhé, nó đời 100R và đôi 100 trơn. Cái đôi Onkyo này hôm nay của nhà mình về là đôi 100 trơn và nhà mình cũng có cả 100 giò. Đôi này về trong cửa hàng với tình trạng đẹp xuất sắc, bao zin 100% luôn. Mình quay như thế này thì các bạn có thể thấy được cái thùng gỗ của nó màu vàng rất là đẹp luôn. Góc cạnh này, các bạn nhìn góc cạnh này. Và đôi này sử dụng 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 32cm, một loa chung đôm rất là lớn, một loa chắc đôm. Trước mặt thì có thiết kế hai vi tinh chỉnh cho dải tầm trung và dải tầm chắc, và có lỗ hút hơi đằng sau. Hàng Nhật. Con này công suất là 150W, trở kháng là 6 ohm. Cái dòng này thì nó chơi được đa thể loại nhạc, các bạn có thể nghe nhạc vàng, nhạc mạnh và kết hợp hát karaoke gia đình thì rất là hay. Cái đôi này giá bán thì mình đang bán với giá là 19.500.000 đồng. Các bác ưng thì có thể gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979918996. Địa chỉ thì mình ở chợ Sát, Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Và cái đôi này thì mình cũng nói ở trên kênh trước có quay đôi 100 giờ, thì hôm nay mình về đôi 100 sơn thì mình xin nói qua về thông số của cái đôi này. Cái đôi này công suất là 150W, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy của nó là 90 dB, có chiều rộng là 43, chiều cao là 68 và chiều sâu là 37, lặng 35kg một chiếc, tức là cả đôi của nó là lặng 70kg. Hàng bán bao đẹp và zin, tất cả các tuyến loa còn zin, thùng rất là đẹp, ê căng zin, còn đầy đủ tem mác. Các bác ưng thì có thể gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979918996. Địa chỉ nhà mình ở chợ Sát, Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Xin nhắc lại là đôi này nhà mình đang bán với giá là 19.500.000 đồng, hàng đẹp bao zin. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều những sản phẩm từ tầm trung đến cao cấp. Các bác ưng thì có thể gọi điện đặt hàng hoặc là đến trực tiếp cửa hàng mình để xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.